Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh sẽ gửi tới quý vị một căn nhà xây dựng độc lập thuộc phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vị trí của ngôi nhà này cách với trục đường ô tô rất là gần, chỉ 20m thôi nha quý vị. Ngõ trước nhà 2m1 và với hướng nhà của ngôi nhà này là hướng Tây Bắc. Diện tích xây dựng trên sổ đỏ 30m², thiết kế là 4 tầng, mặt tiền 3m6, rất là rộng nha mọi người. Ngọc Anh đang đứng ở đây. Phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là lớp cửa kính cường lực. Để xem là cái vị trí ngôi nhà này và thiết kế như này thì có phù hợp hay không. Giá chào bán là 2 tỷ 050 triệu đồng nha mọi người. Mời quý vị theo em vào vị trí ngôi nhà. Với căn nhà này, giá chào bán như thế và quý vị chỉ có khoảng tầm 700 triệu đồng thôi. Ngọc Ánh nhắc lại nhá, 700 triệu đồng tiền mặt là mọi người đã có thể sở hữu căn nhà này rồi. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong vòng là 20 năm tối đa và là 3 năm tối thiểu với lãi suất ưu đãi nhất. Nếu như quý vị nào muốn biết thêm thông tin về cái chi tiết hơn nữa về vay ngân hàng thì gọi điện cho Ngọc Ánh nhá. Căn nhà này thì đã được hoàn thiện đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Tất cả các cái dự án Ngọc Ánh quay lên và gửi tới quý khách hàng 100% là sổ đỏ đầy đủ. Mọi người hoàn toàn yên tâm về cái tính pháp lý của nó. Ngọc Ánh đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Như mọi người có thể quan sát hiện trạng của ngôi nhà, dọn đồ về ở ngay lập tức mọi người ạ. Chủ đầu tư đã dọn sạch bong sáng bóng ngôi nhà này rồi. Và phần hoàn thiện cũng vậy, hoàn thiện chỉnh chu 100% về tất cả hồ sơ điện, hồ sơ nước. Ở đây đều đã là riêng biệt nước sạch sử dụng, nước sạch sông Đà và điện lực là điện lực Hà Nội. Với phần phòng khách của ngôi nhà, nói chung là mọi người chỉ có nhìn trên video thôi là mọi người cũng đã thấy được là cái sự chỉnh chu từng tí một của chủ đầu tư rồi. Rất là đẹp trang trí này, trần phào, hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đồng thời cái phần phòng khách này chủ đầu tư lắp luôn cho mình một chiếc quạt trần thương hiệu Panasonic. Đó, gạch lát nền kích thước 60-60. Tông màu chủ đạo của ngôi nhà này thì là màu vàng nhạt. Là cảm giác cái không gian nhà rất là ấm cúng mọi người ạ. Với cái diện tích 30m², không phải là quá rộng. Bởi vì thực ra để mà nói thì 30m là chỉ đủ để diện tích để làm sổ đỏ tính đến thời điểm bây giờ thôi. Nhưng mà cái tối ưu hóa công năng sử dụng thì mọi người cứ cố gắng theo dõi hết video cùng Ngọc Ánh nhé. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Đó, phòng bếp nhỏ xinh. Với căn nhà này thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, rất là phù hợp với lại vợ chồng trẻ. Vị trí của ngôi nhà này thì Ngọc Ánh chia sẻ một chút về vị trí. Vị trí của nó đi ra tới cái trục đường chính của tổ 13 phường Yên Nghĩa ấy, mọi người ạ, nó chỉ 20m thôi. Từ vị trí của ngôi nhà này cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa nó là 800m, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn nó là 2km. Đặc biệt ở cái vị trí này của cái ngôi nhà này nó rất là gần với trường đại học Fenica. Nếu như quý phụ huynh nào đang theo dõi kênh video của Ngọc Ánh, kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội, thì mọi người có thể tham khảo thêm về cái căn nhà này nếu như mà đang có con em trong cái độ tuổi đi học lớp 11, 12 thì có thể định hướng cái trường đại học Fenica ở đây, nó rất là ok mọi người nhá. Phần phòng bếp của ngôi nhà được thiết kế toàn bộ, tủ bếp ở đây được đã hoàn thiện đầy đủ, tủ gỗ An Cường và thiết bị đi kèm thì toàn bộ là chất liệu inox 304. Đây mọi người có thể nhìn kỹ cụ thể xem Ngọc Ánh đây này. Ngọc Ánh chia sẻ rất thành thật luôn là đây chậu rửa, vòi rửa đây mọi người có thể nhìn kỹ luôn. Đó, mọi người đến xem video như thế nào thì đến xem thực tế nó là như vậy. Xung quanh bếp thì là được ốp kính ốp bếp rồi, rất là đẹp. Mặt bếp ốp đá granite với cái tông màu bếp hai tông màu trắng và nâu, rất là tinh tế. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh nữa. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ công năng, đầy đủ bồn cầu cũng như hệ thống vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Với ngôi nhà này thì hệ thống nước như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, nước sạch sử dụng, nước sạch sông Đà. Và ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà, trên tầng thượng là đã có bồn nước một khối, phía dưới tầng 1 của ngôi nhà đã có bể ngầm 2 khối 8 nha mọi người. Tiếp theo mời quý vị theo em lên trên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà. Trước khi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người, mặt bậc cầu thang ở đây thì được thiết kế toàn bộ là đá granite và tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên phía tầng 4 của ngôi nhà toàn bộ là gỗ lim.
Mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau mọi người ạ. Gồm một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh. Đây chính là phòng ngủ phía tầng 2 của ngôi nhà. Đó. Đây, mọi người có thể nhìn thấy không? Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư lát sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Phòng ngủ tầng 2 thì rất là thoáng. Cửa sổ thì được thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox 304. Đồng thời thì đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa rồi nha mọi người. Trần thạch cao, thiết kế hệ giật cấp, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Và cái phía phòng ngủ này thì chủ đầu tư cũng thiết kế đây mọi người ạ. Những cái chi tiết trần phào, giấy dán tường khá là bắt mắt. Đó, phía trần thì là lắp cái đèn LED chiếu sáng nghệ thuật. Phần tầng 2 phòng ngủ thì là thiết kế theo kiểu phòng ngủ master, là có nhà vệ sinh ở phía bên trong. Như mọi người có thể quan sát đây. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, hệ thống lavabo bàn đá. Rất hợp lý. Và cái tông màu của trong cái gam màu ở trong nhà vệ sinh này thì toàn bộ là cái màu vàng mọi người ạ. Mỗi chủ đầu tư một thiết kế khác nhau. Cửa thông phòng của ngôi nhà cũng như là cửa nhà vệ sinh toàn bộ thiết kế là cửa nhôm hệ. Mời mọi người theo em lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người nha. Đây. Tuy nhiên thì chỉ trên tầng 3 là không lát sàn gỗ, thay thế vào đấy là chủ đầu tư là lát gạch kích thước 60-60 vân đá. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Nói chung với cái diện tích căn phòng ngủ này nó khoảng tầm 13-14 mét vuông. Vuông vắn, đẹp, mặt tiền 3,6 mét, thoáng. Hướng nhà thì là hướng Tây Bắc. Nếu như quý vị mà muốn tìm cái căn nhà nào hướng Tây Bắc mà nhà xây độc lập thì đây là một cái căn nhà lý tưởng để cho quý vị chọn lựa. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Thiết kế đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng mọi người ạ. Và phần còn lại, phần cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4 của ngôi nhà, mọi người theo em lên phía tầng 4. Và quý vị ơi, trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì chủ đầu tư có thiết kế một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đó. Và Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phía phòng thờ của ngôi nhà nha mọi người. Nhỏ xinh, đầy đủ công năng sử dụng với một hộ gia đình. Tiếp theo, có một cái căn phòng nữa. Ở đây. Thì cái căn phòng này thì quý vị có thể để làm phòng làm việc hoặc là phòng để đồ cũng rất là hợp lý. Và phần còn lại đó là sân phơi của ngôi nhà. Thì đây chính là phần sân phơi nha mọi người, rất là thoáng. Ra đến đây rồi thì mình thấy nó vô cùng thoáng mọi người ạ. Còn phần để máy giặt ở đây. Đó. Còn anh xin nhắc lại với mọi người, với cái ngôi nhà này, diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, giá chào bán 2 tỷ 050 triệu đồng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này và một số căn nhà khác thì vui lòng gọi điện cho Hoàng Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo của bên nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.